Đà Nẵng vừa phát hiện thêm một ca COVID-19 cộng đồng phải thở máy. Đề xuất giãn cách xã hội 15 ngày ở Đà Nẵng. Sáng ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 mới tại Đà Nẵng. Ca bệnh 418, bệnh nhân nam 61 tuổi sinh sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 đêm ngày 25 tháng 7, đang được điều trị cách ly tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng phải thở máy. Hiện tại Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, cách ly khoanh vùng dập dịch. Bộ Y tế đã thành lập 3 đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Trước đó, bệnh nhân 416 là ca bệnh cộng đồng đầu tiên được phát hiện sau gần 100 ngày không có ca mắc. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 26 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 418 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người được điều trị khỏi đến thời điểm này là 365. Trong số 54 ca còn đang điều trị, đã có 8 ca có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 đến 2 lần. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 11.187, trong đó có 220 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.193 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác, số còn lại cách ly tại nhà nơi lưu trú. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị giãn cách toàn thành phố Đà Nẵng 15 ngày, từ 0 giờ ngày 27 tháng 7. Ngày 25 tháng 7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ký văn bản gửi Thủ tướng đề xuất nhiều giải pháp chống dịch bệnh tại Đà Nẵng. Mấy ngày qua, COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng đã ghi nhận ca thứ 2, lây nhiễm từ cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công văn nêu. Vì vậy, Ban Chỉ đạo đề nghị Thủ tướng chỉ đạo giãn cách toàn thành phố Đà Nẵng theo chỉ thị số 16 tháng 3 năm 2020, trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 27 tháng 7. Chỉ thị số 16 về giãn cách xã hội được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành ngày 31 tháng 3. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, sổ số kiến thiết, khách sạn, quán ăn, khu tập luyện thể thao được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ đang thực hiện chương trình du lịch hoặc phục vụ dịch vụ thì tiếp tục phục vụ chu đáo khách cho đến khi kết thúc hành trình, áp dụng các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, trang bị khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng và thường xuyên nhắc nhở du khách sử dụng. Các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của các cơ quan chức năng. Các nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố đã giao Sở Y tế khẩn trương tổ chức điều tra yếu tố dịch tễ, điều tra truy vết tất cả các khu vực, trường hợp có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng cách ly, khẩn trương xây dựng phương án giám sát và theo dõi chặt chẽ các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng bằng phương pháp phù hợp để xác định nguồn lây, không bỏ sót trường hợp có nguy cơ cao, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp can thiệp y tế phù hợp. Đồng thời, Ban Chỉ đạo đề xuất phong tỏa toàn bộ các địa điểm hai bệnh nhân đã từng có mặt. Các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến Đà Nẵng được hạn chế, chỉ cho phép mỗi ngày có từ 1 đến 2 chuyến bay từ các sân bay trong nước. Tất cả người dân khi ra khỏi thành phố Đà Nẵng phải khai báo y tế với nhà chức trách nơi đến. Ban Chỉ đạo đề nghị Thủ tướng cho xét nghiệm diện rộng ở Đà Nẵng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin nóng hổi mỗi ngày trên kênh YouTube của Sài Gòn TV.